Vios 2022 số tự động mới có 6.000 cây số. Rồi. Bản này là bản G. Tiếp theo đây là một bản Fortuner máy xăng nhập số tự động 65.000 km, 600 mấy chục triệu màu đỏ thôi. Xe nhập 2017. Chiếc này là chiếc 2019 máy xăng tự động. Đặc biệt của xe này là 28.000 km. Các bạn thấy nhiều, hơn 200.000 km. Nhưng mà chiếc xe cực kỳ đẹp và biển số các bạn cũng biết rồi. Xe không phải là xe chạy dịch vụ. Innova V 2017, 29.000 cây số ha, biển Sài Gòn. Tiếp theo đây là Honda CR-V bản L 2018, 36.000 cây số. Camry Hybrid bữa nay giá cực kỳ hấp dẫn luôn. 2022 mới đăng ký xong 50.000 km, còn bảo hành tới 4 năm nữa. Xin chào các bạn lại quay trở lại với kênh của mình Toyota ha. Và như thường lệ chiều hôm nay mình tập hợp những xe vừa về trong ngày. Hôm nay khá là nhiều xe các bạn, hơn chục xe ha. Một cặp Vios rất là đẹp và keng luôn, số tự động. Fortuner máy xăng, máy dầu, số sàn số tự động. Innova V mới có 20.000 cây số. CR-V 2018 cũng rất là đẹp, 30.000 cây, đẹp ha. Và Hybrid Camry Hybrid 2022 giá rất là mềm mại. Rồi các bạn cùng đi với mình xem chiếc xe nào phù hợp với các bạn ha. Chiếc đầu tiên là Vios 2022 số tự động mới có 6.000 cây số. Được trang bị khá là nhiều đồ ở đây. Lót sàn, phim chống nhiệt, bảo hiểm hai chiều, tất tần tật rất là nhiều ha. Vios thì cũng đang được hãng giảm cũng khá là nhiều. Và cái giá xe mà các bạn lăn bánh ngày hôm nay á, là cũng phải là 530, 520, 530 ha. Xe này chỉ có 469 triệu thôi. 9.000 km 2022. Biển tỉnh nha. Cái này dành cho các bạn ở tỉnh, xe còn mùi mới. Còn bảo hành chính hãng, sẽ xuất cuối 2022. Một chiếc xe cực kỳ đẹp luôn. Đẹp lắm, mùi mới nè. Đây vậy. Tất cả là mới như mới 100% luôn. Xe bảo hành nha. Tất cả các xe các bạn có quyền test ở tất cả các nơi, nhưng mà Toyota thì các bạn test ở Toyota. Toyota nào cũng được. Giống như mình bị tai mũi họng thì mình sẽ khám ở trung tâm tai mũi họng, chứ mình không đi qua bệnh viện tim mình khám ha. Rồi, đây là chiếc Vios 2G luôn, cũng 2022, nhưng mà bản này là bản G. Bản G khác điểm gì là có chìa khóa thông minh, cruise control. Đó. Bản này cũng miễn tỉnh luôn, chạy 29.000 cây số và giá là 488 triệu, bản G nha. Hai bạn cùng màu luôn, cùng đời, giá khác nhau một xíu. Rồi. Tiếp theo đây là một bản Fortuner máy xăng nhập số tự động. 65.000 km, 730 triệu. Buổi chiều hay có mưa ha, mình quay không có thích chút nào hết, vội vội vàng vàng. Đời 2017 nhập Indo, mới 65.000 cây số, chiếc xe cực kỳ đẹp ha. Và giá 730 triệu. Máy xăng nha, ai thích màu đỏ có chiếc đây, giá cũng khá là đặc biệt. 600 mấy chục triệu màu đỏ thôi, xe nhập 2017, số tự động nhập Indo, xe này có làm lại cabo. Tất cả còn zin hết, chỉ có cái carbon đó. Rồi carbon này là do là có làm lại thôi, do bị đá ném vào đây ha. 130.000 cây, 690 triệu, đẹp lắm, màu đỏ. Những người thích màu đỏ mà xe đi cực kỳ ngon này. Xe này là cũng VIP lắm. 38 hả, biển số Sài Gòn. Chiếc này là chiếc 2019 máy xăng tự động. Đặc biệt của xe này là 28.000 km, một đời chủ, vỏ sơ cua chưa lăn. Đây ạ. Xe này cũng chưa kịp dọn dẹp vết một hai vết trầy nè. Sơn zin 99%. Đây các bạn, 28.400 km. Màn hình zin theo xe nhưng mà có camera. Đời 2019 nhập Indo, một đời chủ ha. Vỏ sơ cua chưa lăn nha. Và bạn đây thì cố lướt sơ cho cái clip tổng hợp mà các bạn nào yêu cầu. Một chiếc xe chạy
các bạn thấy nhiều, hơn 200.000 km. Nhưng mà chiếc xe cực kỳ đẹp và biển số các bạn cũng biết rồi. Xe không phải là xe chạy dịch vụ. Khách bán xe, xe lái của khách và bán xe chỉ là để lấy lại biển số thôi ha. Rất tiếc không giữ được biển số này. 7979. Xe này đặt màu sơn ở trong hãng màu đồng ánh kim, số sàn 2014. Coi nội thất này. Trên 200.000 km mà nhưng mà thực sự xe mà gia đình hoặc xe của những người xài không kinh doanh nó rất là đẹp và cái mùi của nó rất là thơm. Hơn 200.000 km rồi ha. Và 470 triệu thôi. Năm sản xuất 2014. Bốn vỏ là còn 90% năm 2017, đát vỏ 2017. Đèn đuốc còn mới nè. Chiếc xe đẹp ha. Chiếc tiếp theo đây là Innova V. Xe này có một anh bạn mình làm trên đài truyền hình, nếu các bạn rất biết ha, rất là nổi tiếng. 29.000 km. Hồi nãy mình có nói đùa anh Hưng ơi, xe anh chạy ít quá, khách hàng nói 27 tới giờ sao có 29.000 cây số. Anh Hưng nói một câu tại vì những người không có bà bé cho nên là chạy rất là ít ha. Câu nói đùa nhưng cũng đầy ý nghĩa đó các bạn. Xe chạy ít lắm. Innova V 2017, 29.000 cây số ha, biển Sài Gòn. Xe V thì xe gia đình ít đi cũng hợp lý thôi. Tiếp theo đây là Honda CR-V bản L 2018, 36.000 cây số, 730 triệu, bản L, bản full nha. Chất xe này đẹp, xe này được cái chất đẹp. Màu này màu xanh rêu rêu, rất là đẹp luôn. Quay giờ này ánh nắng không mấy các bạn không thấy được cái màu đẹp lắm. 36.000 cây số, 2018, biển Sài Gòn luôn, một đời chủ. Xe mới lấy cũng còn dơ, chưa dọn dẹp đây ha, đẹp, chất xe đẹp, 730 triệu. Bản L thì cốt sao, chỉnh điện nè, biển số đẹp nè. Các bạn cứ chết ở bất cứ hãng Honda nào ha. Bên mình không áp đặt khách hàng chết ở đâu hết, nhưng phải đúng dù như hãng nào thì vào đúng hãng đó chết. Rồi tiếp theo đây là một bạn Hybrid, Camry Hybrid bữa nay giá cực kỳ hấp dẫn luôn. 2022 mới đăng ký xong 50.000 km, còn bảo hành tới 4 năm nữa. Camry Hybrid bảo hành 5 năm, bình ắc quy 5 đến 7 năm và hình bình ắc quy là bảo hành tới 7 năm rồi. Còn máy móc thiết bị bảo hành 5 năm. Xe này mới 50.000 cây số. Như vậy còn bảo hành 100.000 km nữa. Tại vì bảo hành, cái chế độ bảo hành của Camry rất là cao, Hybrid. Giá bạn sẽ giật mình ha, 1.190 tỷ. Rẻ hơn xe mới gần 500 triệu. Mới có chưa được năm đã được 500 triệu Camry. Bản xăng nha, bản xăng điện Hybrid. Camry Hybrid màu đỏ nè. Bạn nào làm bất động sản phù hợp với màu này ha. Rất là đẹp. Ghế da zin theo xe hết á. Vỏ zin theo xe, tất cả còn zin, 50.000 cây số. Rồi vì trong đây Camry cũng còn khá là nhiều ha. Nhưng mà chủ đề hôm nay là quay xe trong ngày. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip và hiện đang quay tại cửa hàng hiện Toyota Phạm Hùng, 21H Phạm Hùng, Bình Hưng, Bình Chánh. Mặt tiền đường Phạm Hùng đối diện là siêu thị Central Mall. Các bạn cứ tới coi xe và chọn cho mình chiếc xe. Nhưng mình đảm bảo bao các bạn test, nhưng mà hãng nào đi vô hãng đó để test ngay chính hãng. Mình chỉ tin tưởng kết quả của hãng test thôi ha. Rồi tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại ở clip tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn.